Rồi Quang Tây xin chào con và các bạn nha. Thì hôm nay cập nhật giá long ngày 20 tây tháng 4. Thì cái vấn đề hiện tại là bà con mình đang quan tâm là giá long ruột trắng hiện tại xuống khá là thấp nha. Thì một phần là do bị bên phía lái bên phía Trung Quốc nó ép, do mình bị đụng với cái hàng thanh long bên Trung Quốc đang thu hoạch, đang vô mùa thu hoạch thanh long nên thanh long mình nó bị đụng nha. Bị đụng hàng thì một phần là do các thương lái bển nó ép thì nó đẩy giá xuống thấp, mình không bán thì nó sẽ thu mua cho thanh long nội địa, nó không lấy long mình nên giá long xuống rất thấp. Nhưng mà thật chất nếu mà so với chất lượng thanh long thì thanh long bên phía Trung Quốc trái rất là nhỏ nha, ăn thì cũng lạc. Còn thanh long của Việt Nam mình trái to mà ăn nó ngọt, nên người tiêu dùng Trung Quốc thì chẳng ưa chuộng thanh long của Việt Nam nha. Lợi dụng tình hình ở bển đang vô mùa thu hoạch thanh long nên các thương lái nó ép, nó đẩy giá long ruột trắng của bà con mình xuống khá là thấp nha. Thì thanh long ruột trắng miền Tây Bình Thuận này nói chung hiện tại nó cũng không có chênh lệch nhiều, chênh lệch 1 đến 2 ngàn, không có chênh lệch nhiều nha. Thanh long ruột đỏ thì nó tăng trở lại nhưng mà thanh long ruột trắng nó quay đầu giảm khá sâu. Thì kênh mình sẽ cố gắng theo dõi giá cả thanh long liên tục để mình cập nhật mấy video cho bà con mình xem á. Mình nắm bắt giá cả kịp thời thì có mấy cái bình luận trước thì bà con hỏi tại sao mà thanh long ruột trắng Bình Thuận khá là thấp, thì do nó bị đụng với cái hàng mùa bên phía Trung Quốc đó nha. Thì hôm nay nãy mình đã nói rồi nha. Rồi dàn cập nhật giá long ruột trắng hàng đẹp 13 đến 15 ngàn, sàng 10 đến 12 ngàn, hàng dẹt 4 đến 7 ngàn. Giá long có thể trên lệch từ 2 đến 3 ngàn tùy theo co nha. Giá long ruột đỏ loại 1 35 ngàn, loại 2 28 ngàn, loại 3 22 ngàn, loại 4 14 ngàn, hàng dẹt 8 đến 11 ngàn. Thì kênh mình sẽ cố gắng cập nhật giá long liên tục, thì bà con có quan tâm mình nhấn đăng ký kênh nha. Thì mình nhấn một like, đăng ký kênh nhấn một like để cho kênh mình nó phát triển, để mình có thêm cái động lực để mình phát triển cái kênh để mình đồng hành cùng bà con nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá long đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.